thông qua nhà phân phối là công ty Hoàng Nhất Nam, hơn 1.000 lô đất của 3 dự án Sakura, Hera và Eco Future Park thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do công ty Bách Đạt An đã bán cho khách hàng. Điều đáng nói là các dự án này chưa hoàn thiện hạ tầng, chưa đủ điều kiện mở bán. Họ thu tiền chúng tôi, họ kêu gọi chúng tôi nộp vô một lần 95% trên một sản phẩm. Nhưng bây giờ họ chờ, tôi chờ miết tới bây giờ là cả người dân, cả ngàn người dân đi tìm trả thì bây giờ hơi bay, họ không hợp tác với nhau nữa. Họ tìm viện cớ để họ tránh cái việc đó, họ không trả cái đất cho dân. Thay vì hợp tác giải quyết quyền lợi cho cả ngàn khách hàng lỡ mua đất tại dự án, lãnh đạo công ty Hoàng Nhất Nam và đại diện công ty Bách Đạt An đã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đứng giữa, một bên là khách hàng, một bên là Bách Đạt. Nên khó thì tất nhiên Hoàng Nhất Nam sẽ là cái chỗ mà khó nhất. Còn chúng ta không bàn ở đây là cái chuyện đúng hay sai nữa. Sự việc này rất nghiêm trọng ở chỗ. Tại sao chúng tôi đưa cái hồ sơ không với anh ra tòa? Thứ nhất, cái hồ sơ cái dự án Bách Đạt và 7B mở rộng. Trong cái hợp đồng rành tôi ký với anh, tôi chưa đưa cái số lô cho ông bán. 375 lô ông đây bán ra nằm ở đâu trong cái hồ sơ của tôi. Tiền của người dân mua đất chảy về túi doanh nghiệp, trong khi đó tỉnh Quảng Nam chưa giao cho chủ đầu tư, thì biết đến bao giờ người dân mới chạm tay vào sổ đỏ của mình? Trong khi chờ đợi chủ đầu tư và nhà phân phối dắt tay nhau ra tòa, thì khách hàng vẫn là người chịu rủi ro nhất. Dẫu vậy, tình trạng mua bán đất dự án tương tự như trên vẫn diễn ra tràn lan.